Kính mời quý vị và các bạn đến với mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, tại một số cổng trường học nằm trên các tuyến đường có lượng phương tiện qua lại đông đúc, thường xuyên xảy ra ách tắc khi tan trường. Nguyên nhân là do phụ huynh và người nhà đến đón học sinh khi hết giờ tan học lại dừng đỗ ô tô, xe máy lộn xộn dưới lòng đường, gây cản trở các phương tiện lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Sau đây là phản ánh của nhóm phóng viên tại đường tỉnh 379, đoạn qua trường tiểu học Yên Phú 1, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Trước giờ tan học, chen chúc, chật chội và chờ đợi. Đây là tình cảnh mà hàng trăm lượt phương tiện lưu thông đoạn qua cổng trường tiểu học Yên Phú 1, xã Yên Phú phải chịu đựng vào giờ cao điểm mỗi ngày. Người đậu xe máy trên vỉa hè, người dừng xe lấn cả lòng đường, lề đường, khiến các phương tiện khác di chuyển qua lại rất khó khăn, gây ùn tắc cục bộ. Phụ huynh học sinh đón bây giờ đa số là đưa đón con cháu, thế nên là đông lắm. Bởi vì là cái tầm học sinh tan ấy là phụ huynh đứng dàn hai bên, lại vừa coi cản trở giao thông. Tới giờ chỉ có yêu cầu sao mà thí dụ như là nhà trường trong sân kia rất rộng, chứ có thể tầm đón cháu có thể là cho phụ huynh vào trong sân trường ấy, đón các cháu từ trong đi ra. Bắt đầu từ khoảng 9 giờ cho đến 10 rưỡi buổi chiều thì nó từ khoảng 4 rưỡi cho đến 5 rưỡi là thường xuyên là bị tắc cái đường này. Có những ngày ô tô nó một dãy dài này là bị tắc đường, ô tô cũng dừng lại không thể đi được. Cho nên là những phương tiện đi lại đây là rất bị ảnh hưởng lớn. Thỉnh thoảng có các cái vụ va chạm đấy cũng chỉ vì tắc đường như thế, họ đi thì là cũng chen lấn xô đẩy là gây ra cái tai nạn thường xuyên. Trường tiểu học Yên Phú 1 hiện có hơn 500 học sinh. Dù nhiều năm nay nhà trường đã thực hiện mô hình cổng trường an toàn, phối hợp với tổ tự quản của địa phương ra quân hàng tuần. Tuy nhiên, qua ghi nhận, vào lúc 16:20 chiều ngày 18 tháng 9, tại cổng trường không hề có bóng dáng của tổ tự quản. Bên cạnh đó, các cháu sau khi ra khỏi cổng trường, đa số không đội mũ bảo hiểm khi người nhà chở bằng xe máy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Thời gian vừa qua, tại một số địa phương, mô hình cổng trường đảm bảo an toàn giao thông đã có sức lan tỏa và phát huy được hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, trên thực tế, để duy trì và tạo thói quen xếp hàng đón con sau giờ tan học để đảm bảo tiêu chí cổng trường an toàn vẫn là bài toán nan giải. Điều này càng cho thấy việc thực hiện mô hình cổng trường an toàn tại đây chỉ mang tính hình thức và không hiệu quả. Tại cổng trường tiểu học Yên Phú 1, khi học sinh bắt đầu trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè, thì giao thông tại đây ngay lập tức trở về trạng thái căng thẳng. Đó là tắc đường diễn ra hàng ngày. Bản xã Yên Phú thì có hai trường học nằm trên cái trục đường 382. Thì đối với xã thì cũng đã triển khai các lực lượng có các cái tổ tự nguyện để điều hành ở các cái cổng trường. Như trong thời gian vừa qua thì một số xe chở các cái vật liệu xây dựng thì cũng rất là nhiều tiềm ẩn về cái an toàn giao thông. Hai là phụ huynh học sinh đến đưa đón các cháu khi tan trường tham gia giao thông thì nó cũng không được có lề lếp. Tới đây thì lực lượng công an xã sẽ tiếp tục thực hiện cái việc đảm bảo an toàn giao thông ở các cái cổng trường. Thực tế cho thấy nếu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường cứ kéo dài sẽ không đảm bảo an toàn. Đặc biệt đã có không ít những vụ tai nạn thương tâm chỉ vì tranh làn chen lấn hơn vài giây. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền nâng cao ý thức của phụ huynh và học sinh trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các điểm trường cũng cần có sự phối hợp tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh có nơi đậu xe đưa đón con. Ngoài ra, rất cần thực hiện phong trào cổng trường an toàn giao thông đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Dù được xây dựng là cổng trường an toàn giao thông, nhưng thực tế lại mất an toàn giao thông hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây mục ống kính phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.